Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hồi Family Cuộc Sống Bỉ. Hôm nay Ngọc sẽ trở lại cái bếp, gian bếp của Ngọc để Ngọc có thể nấu được một cái món ăn gửi tới tất cả mọi người hôm nay. Cái món ăn Ngọc nấu hôm nay là bún cá hộp. Thì Ngọc đang thấy món bún cá hộp mà rất là đơn giản, dễ làm. Ngọc lên Ngọc tìm những cái công thức, những cái thành phần để hôm nay Ngọc có thể làm ăn thử. Thì hôm nay tất cả mọi thứ Ngọc đã đi chợ chuẩn bị mua xong rồi đây các bạn ơi. Hôm nay trước mặt các bạn là có bốn hộp cá hộp nè. Rồi Ngọc có gừng nè, có ngò nè, có sả nè, có cà chua nè, chanh nè, trái thơm nè, củ hành nè, tím, hành tím á. Rồi cái này là để Ngọc gọt ra để ăn kèm chung với lại bún. Ngoài ra thì mình không thể nào thiếu được cái củ hành tây này nha mọi người. Bây giờ mời mọi người theo dõi cái video clip hôm nay nhé.
Đây nè mọi người ơi, thì cuối cùng Ngọc đã nấu xong cái tô bún cá hộp. Lần đầu tiên mà làm một cái món ăn, Ngọc cảm thấy nó rất là dễ, rất là nhiều công đoạn nhưng mà cực kỳ dễ các bạn. Đây, Ngọc pha nhị hoa nghệ tây, Ngọc bỏ trong tủ lạnh tối hôm qua. Ngọc mới bỏ mấy chai mình để mình uống mấy ngày. Bây giờ mình sẽ miếng trước nha. Mát quá trời mát. Wow, các bạn thấy cái tô bún cá của Ngọc có hấp dẫn không ta? Đây, thôi bây giờ mời tất cả mọi người để thử coi như thế nào nha. Wow. Oh, trước tiên là cho miếng hấp miếng nước trước đã. Cho miếng ớt vô nè. Rất là dễ làm. Thơm mùi cái gì đó, cà chua với lại thơm rất là nhiều. Ok. Hên là ở nhà Ngọc có chả cá. Còn nếu mà mình không có chả cá thì cũng không sao. Mời mọi người nha. Ngon quá. Wow, quá ngon các bạn ơi. Có nên dắt chanh không ta? Tại vì á, cái này nó cũng đã chua rồi. Ai muốn ăn chua thêm thì dắt thôi. Rồi Ngọc thì Ngọc không thấy, không cần dắt nữa. Những cái lát chả cá này nè, lại trong đây có những hộp tiêu rất là bự. Ngọc thì Ngọc ăn tiêu thôi chứ Ngọc không thích cắn nhiều cái hộp tiêu bự. Đối với lại rau ăn kèm á, thì ở ngoài chợ á, giá người ta bán nguyên một giá bự vậy nè. Nên là nó có một mình Ngọc ăn à, ăn hết mua về bỏ giá uổng. Nên là Ngọc mua cái bắp cải này nè, là vừa sắc ra mình ăn chung với lại cái này. Còn nếu mà ăn không hết nữa thì mình đem xào rồi mình ăn với cơm, nó tốt hơn, nó tiết kiệm được hơn. Là mua nguyên một bịch giá, người ta muốn bán giá nhỏ hơn, mua một bịch nhỏ các bạn ơi, người ta bán bịch bự mà. Ăn thử miếng cá ngừ nha. Không tăng một chút xíu nữa luôn. Hôm nay hồi bữa Ngọc thấy anh Bảo có làm ở bên Việt Nam rồi mà cũng chưa để ý gì tới, mà tự nhiên nó nằm lướt lướt cái thấy cái thèm. Để đi cột cái tóc lên ăn cho ngon nha. Rồi, cột tóc rồi, bây giờ là sẽ ăn nhiệt tình. Này thật sự ra thì mình chuẩn bị cái chừng tiếng đồng hồ là mình có thể ăn được các bạn. Này không biết bỏ ớt sa tế vô ăn ăn hợp không ta. Nãy Ngọc tính bỏ sa tế mà thấy xong tự nhiên không hợp, nên Ngọc bỏ cái ớt bình thường. Miếng cá ngừ này thì xương đồ này chia hết trong này rồi, nó tan hết rồi. Mềm béo vô cùng luôn các bạn ơi. Chút nữa Ngọc làm tô, Ngọc đút cho chay ăn bún thôi. Nếu như mà bạn nào đã biết món này rồi thì thôi, chưa biết thì làm ăn thử. Wow, đổ mồ hôi hột luôn á.
Ăn sắp hết tô luôn rồi. Quá đã. Cái này thêm một lĩ. Nếu như mà mình mua cái sườn á, sườn heo á, cái mình về mình nấu lấy nước rồi cái có cái sườn heo trong đây ăn luôn, nó mềm mềm rụt rụt, sườn heo cũng ngon lắm. Nguyên cá nè, không có bị bể luôn các bạn. Chết rồi, mới cắn được một tiêu, cắn nắng rồi. Đổ mồ hôi. Còn nguyên cái nồi này là Ngọc sẽ ăn, tại vì hiện tại bây giờ mới có 4 giờ chiều à. Ăn 4 giờ thường sẽ no nữa, nên là chắc cỡ khoảng 8 giờ sẽ ăn thêm một tô nữa. Sáng mai có 4 để ăn sáng là xong, là hết nồi luôn á. Rồi cái ngày mai nó bắt đầu làm món khác cho mọi người coi. Mắc cười quá con ha. Nó đang coi phim với ba nó ra, nó kể rồi cái bộ phim nó có cái gì vui á. Ớ ăn không? Đóng cửa mạnh dữ không? Ăn hết một tô luôn các bạn. Các bạn thấy cái mặt học đỏ không? Hơi hồng hồng đỏ đỏ không? Nóng, cay cay, thơm. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Bún cá hộp. Uống thêm miếng gì qua nghệ tây nào. Uống cũng ngon nha. Mát quá trời mát. Cái chai này nè là Ngọc chỉ bỏ hai sợi dị hoa nghệ tây thôi đó. Sao chai này bao nhiêu ml mà cũng không biết đâu. Không, hình như chai này là gần 500 ml, gần 500 ml mà bỏ hai sợi thôi. Bỏ một năm từ sáng tới tối mà cộng còn đỏ, còn đỏ quét luôn. Rồi ok, Ngọc hy vọng là mọi người sẽ thích cái video clip này. Like cho cái video, comment cho cái video, nhớ bấm nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo của gia đình Huy Family. Ngọc sẽ làm những cái tập nấu nướng những món mới, chứ mà bữa giờ đi hoài thì những bước chân thì cũng có những lúc mệt mỏi. Rồi tiếp theo những tháng tới đây, trong vòng vài tháng nữa Ngọc sẽ đi tiếp. Bây giờ thì mình ở nhà relax, enjoy cái nhà của mình. Cái thuyền còn có tháng mấy nữa là hết thuyền rồi. Thôi, Ngọc hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt tất cả mọi người.